Rồi, ok, em xin chào các bác nhé. À, hôm nay em cũng có một lô máy chiếu mới nha. Đấy, máy này là ở trường trường dạy tiếng Anh. Họ gắn lên nhưng họ không có học sinh, họ lại tháo ra họ lại bán. Thì máy này còn mới nguyên nhé. Đấy, treo lên rồi họ lại tháo ra họ bán. Đây, trong vẫn đầy đủ này. Cái này đồ mót. Đây. Đó, đầy đủ hết. Đấy, mỗi tội nó dơ tí để lau sơ nó sạch thôi. Chứ máy này chưa chạy một giờ nào nhé. Đấy, tất cả là có 7 con. Đấy, 7 con nhé. Đây, em bỏ ra một con cho bác coi. Đấy, còn mới nguyên nhé. Đấy. Đấy, cái máy này là model là đi EB VDUP05. Đấy. 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 Thì cái này thực sự với các bác là chỉ có những người chuyên nghiệp thì có thể mới hiểu được nó, chứ em thì em chỉ đăng lên em bán thôi, em cũng không biết được cái máy này. Nhưng mà máy này coi này, hình ảnh thì rất là đẹp nhá. Đấy, rõ ràng em đã coi rồi. Đấy, cắm đường HDMI vào là chơi thôi, cắm máy tính vào. Đấy. Đó, đây có nhà phân phối luôn này, trung tâm phân phối và bảo hành tại Việt Nam này. Đấy. Địa chỉ Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Có xuất xứ rõ ràng nhé. Đấy, đây. Đó, Epson. Đấy. Model là EB VK05. Ống kính. Cái này điều chỉnh này. Hình nghiêng hình dọc. Đấy. Đơn giản vậy thôi. Đấy, con này đấy, em bán này mà một cái giá là giá 5 triệu rưỡi một máy nhá. 5 triệu rưỡi một máy, và ở dưới em tặng cho các bác một màn hình. Một cái màn hình dài luôn. Dài hình như là 2 mét mấy, gần 3 mét đấy. Đó, có điều khiển, có đầu bấm này, cái màn hình nó trôi xuống. Đấy, có cả màn hình đi theo luôn nhá. Đấy, ở đây là đồ mót đầy đủ luôn nhá. Mới cứng nhá, chưa sử dụng luôn nhá. Đó. Đấy, tất cả trong là giấy tờ chứ, trong nó đầy đủ này. Ừ. Đây như thế này, có đồ mót luôn nhé. Đấy. Giấy tờ đĩa này. Đấy. Máy còn mới nguyên. Đấy, họ chỉ treo lên xong bây giờ lại gỡ xuống để bán này nhé. Thực sự ra chưa chạy giờ nào luôn. Đấy. Tất cả là đi có 7 con này. 9 con, nhiều khách lấy 2 con rồi. Đấy, giờ em rút cho một máy cho bác coi này. Đó, máy nào nó giống như thế này nhé. Rất là mới nhé. Đấy, các bác cứ coi cái model này đi nhá. EB VK05. Con này bây giờ mới của nó là 13 14 triệu nhá. Đó. Đây, các bác cứ tham khảo nhá. Cái này em bán có 5 triệu rưỡi thôi, tặng màn hình luôn. Có màn hình đầy đủ luôn nhá. Ok. Các bạn là yêu cứ điện thoại cho em. Là số điện thoại là 096 5335 919.